WHO phát động chương trình 100 triệu Mỹ Kim chống Ebola, tin từ Latka Sierra Leone. Chính quyền ở Sierra Leone là nước có số người mắc bệnh Ebola cao nhất, đã phát động chiến dịch phòng dịch để chặn đứng lan truyền vi khuẩn Ebola từ ngày thứ Năm. Lực lượng an ninh được huy động để buộc các cộng đồng thực hiện các công tác phòng dịch sau khi nhân viên y tế bị dân chúng địa phương tấn công. Một trung tâm chữa trị mới được thiết lập trong làng Latka, nằm gần thủ đô Freetown. Phát ngôn viên Sidi Yaya Tunis của Bộ Y tế cho biết, nhiều bác sĩ và y tế trẻ đang được huấn luyện ở Kinema và họ sẽ tới trung tâm để điều trị cho bệnh nhân. Trung tâm còn có sự hiện diện của nhiều bác sĩ ngoại quốc. Ebola đã làm 729 người chết ở Guinea, Liberia và Sierra Leone kể từ khi bùng phát trong tháng 2. Phát ngôn viên Tunis nói thêm rằng, Sierra Leone thiếu bác sĩ, y tá và chuyên viên đang rất cần sự trợ giúp quốc tế. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Paul Garwood của Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO cho biết, WHO đang phát động chương trình 100 triệu Mỹ Kim để chống Ebola ở Tây Phi. Trong ngày thứ Tư, Liberia đã thông báo những biện pháp phòng dịch tại các cộng đồng, đóng cửa trường học trên toàn quốc là những biện pháp cứng rắn chưa từng có để chống lan truyền Ebola. Vi khuẩn gây tiêu chảy, ói mửa, xuất huyết nội tạng và ngoài da đã làm 60% người mắc bệnh bị chết. Nhưng Ebola có nguy cơ làm 90% người mắc bệnh bị chết. Hiện giờ thế giới chưa có thuốc trị và thuốc ngừa bệnh lây nhiễm Ebola.